Vâng, em trai Hồng Lê chào toàn thể các bác nhà mình nhá. Ngày hôm nay thì ở bên em sẽ quay tiện một quả phú quý Nhu Ngọc Am. Đây, như các bác nhìn thấy là một cái phôi rất là to. Và quả phú quý này thì cái chất nu rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ quay sát lại gần để cho các bác nhà mình chiêm ngưỡng cái chất nu cũng như là cái kích thước của quả trung phú quý này nhá. Đây quả, đây là nguyên một cái quả nu rồi, rất là to và cái chất gỗ rất là đẹp, những phần nu ở đây các bác nhìn thấy đẹp đấy. À, bên em sẽ cắt để tạo hình trước khi tiện. Phần nu rất là đẹp đó. Và đã định tâm rồi và bây giờ sẽ cắt thôi, phát qua rồi bây giờ để cắt để bo thành cái hình tròn trước khi mình đưa vào tiện. Để nó kia tiện thì sẽ làm sao để cho nó hợp lý nhất khi tiện để nó cắt thời gian đúng tròn. Hiện tại là em đã cắt bo hết rồi. Đấy các bạn nhìn này, bo hết rồi. Và bây giờ đang chuẩn bị cho lên dàn để quay tiện. Đây cái mặt quan trọng nhất là ở đây là xung quanh là có nu rồi. Tất nhiên là cũng có một vài điểm nó không có nu ở dưới chân này, nhưng mà vân là rất là đẹp và rất là xinh xít vào nhau này. Thơm. Mặt trên thì bao nu chắc chắn là phải nu kín. Mặt trên đây các bạn nhìn này, cái phần gai nu nó rất là xinh xít vào nhau luôn này. Đấy, ở đây nữa này, các bạn nhìn mặt trên này, đây lúc cắt này, cắt ra lấy mặt phẳng tí. Đây này, gai nu như này, hứa hẹn là sẽ là một quả rất là tuyệt vời. À, mời các bác tiếp tục theo dõi video để xem quả phú quý này sau khi tiện ra sẽ như thế nào các bác nhà mình nha. Vâng, và đây là thành quả một quả phú quý full nu luôn, rất là tuyệt vời. Còn công đoạn chỉnh sửa và PU nữa. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và các bác nào mà chưa đăng ký nhớ là đăng ký các bác nhà mình nhá.